Lời đầu tiên, em xin kính chào các thầy cô giáo, các bạn học sinh và mọi người. Em xin tự giới thiệu, em tên là Ngọc Hân, năm nay em 10 tuổi và đang học lớp 4/4 trường tiểu học An Phước, Hòa Vang, Đà Nẵng. Ngôi trường có bề dày lịch sử hơn 110 năm tuổi, nằm ở vùng ngoại ô thành phố Đà Nẵng. Nơi đây là chiếc nôi nuôi dưỡng nền học vấn quê nhà. Từ mái trường này đã tôi luyện biết bao chiến sĩ xả thân vì sự nghiệp trồng người, vì độc lập tự do cho dân tộc. Ngọn lửa An Phước bùng lên, tỏa sáng và cháy đượm hơn 110 năm qua. Như chúng ta đã biết, sách có tầm quan trọng đặc biệt trong đời sống con người. Mỗi cuốn sách hay sẽ cho ta học hỏi biết bao tri thức, đưa ta đến chân trời mới lạ. Hiểu được điều đó, ngoài những giờ học trên lớp, em thường phụ giúp ba mẹ những công việc gia đình, nhưng cũng không quên tìm đến với sách. Nhờ đó mà từ nhỏ, em đã có niềm yêu thích đặc biệt đối với sách. Sách giống như người bạn thân, cùng em lớn lên mỗi ngày, cùng em khám phá bao điều bí ẩn trong cuộc sống. Đến với hội thi Đại sứ Văn hóa đọc 2021, em muốn giới thiệu đến mọi người một cuốn sách. Cuốn sách này đã làm thay đổi rất nhiều suy nghĩ của em, và cuốn sách sẽ theo em trong suốt những tháng năm chập chững, bước những bước đầu tiên vào cuộc đời. Cuốn sách 80 lời mẹ gửi con gái. Cuốn sách 80 lời mẹ gửi con gái của tác giả Từ Ninh do nhà xuất bản Phụ Nữ phát hành là những lá thư đầy yêu thương của mẹ gửi cho chính cô con gái của mình. Cô con gái ấy đang dần bước qua lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi với nhiều thay đổi khiến cho cả mẹ và con đều vừa vui vừa mừng, nhưng lại không kém phần lo âu. Cái lứa tuổi mà nhỏ cũng không gọi là nhỏ, mà lớn cũng chưa phải lớn. Cái lứa tuổi mà có vô số câu hỏi muốn hỏi, nhưng chẳng biết hỏi như thế nào, và đôi khi cũng chẳng biết hỏi ai, hay nói đúng hơn là không dám hỏi ai. Và ngay cả mẹ người cũng đã từng trải qua giai đoạn ấy, cũng rất muốn nói điều gì đó với con gái, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, nói vào dịp nào. Thôi, khó nói quá, thì mình viết thư vậy. Mỗi trang sách là một bức thư đầy ắp tình yêu thương của mẹ, giải đáp những tâm sự của các thiếu nữ tuổi dậy thì. Thời kỳ dậy thì là thời kỳ rất quan trọng đối với mỗi người, nên chúng ta phải ăn uống điều độ, đủ chất dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh và luyện tập thể dục thể thao thường xuyên để có cơ thể khỏe mạnh. Nhờ những lá thư trong sách mà em khỏi bối rối trước những thay đổi trên cơ thể, từ đó biết cách vệ sinh và chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn trong giai đoạn này. Qua cuốn sách, em cũng biết được cơ thể của mỗi con người là vô cùng quý giá và không ai có quyền xâm phạm cơ thể ấy. Em biết quý trọng và bảo vệ bản thân mình hơn trước tình hình hiện nay, nguy cơ về xâm phạm trẻ em ngày càng gia tăng. Thì em nghĩ việc tự ý thức và bảo vệ cơ thể của mình là một việc làm rất quan trọng. Em muốn có nhiều hơn nữa những bạn nhỏ biết đến cuốn sách này để biết tự chăm sóc bản thân, và hơn nữa là biết bảo vệ cơ thể của mình trước những nguy cơ xấu. Không chỉ là những bài học về vệ sinh và chăm sóc cơ thể, những lá thư còn ươm mầm vào trong tâm hồn em những hạt giống đẹp. Cuốn sách nói cho em biết những đức tính cần có của người con gái trong thời hiện đại. Các bạn gái phải học cách nhìn vào bản thân, tin tưởng và dựa dẫm vào chính bản thân mình. Như vậy mới có thể tự tin đánh thức những năng lực mạnh mẽ nhất trong con người. Phần lớn, mỗi chúng em đều được sống trong sự bao bọc và che chở của người thân. Nhưng theo năm tháng, chúng em lớn dần lên và phải học cách độc lập, đối mặt với những tình huống và vấn đề trong học tập cũng như trong cuộc sống. Ngoài thời gian học tập, chúng ta hãy dành thời gian cho sở thích và đam mê của mình như là đàn, hát, vẽ vời hay tập làm vài món đồ thủ công đơn giản. Những sở thích, đam mê có thể không liên quan nhiều đến các môn học ở trường, nhưng sẽ là suối nguồn giúp cho cuộc sống của em thêm sinh động, thú vị và vui vẻ. Hãy đối xử tốt với mọi người xung quanh, nhưng cũng đừng quên yêu chính bản thân mình. Em nghĩ dù trong hoàn cảnh nào, chúng ta cũng có quyền bảo vệ lợi ích chính đáng của bản thân và có quyền từ chối những việc bản thân không muốn làm. Hãy dũng cảm nói không với những yêu cầu không phù hợp của người khác để bảo vệ bản thân mình.
Cuốn sách giống như một cuốn từ điển về kỹ năng sống mà em cần có trong lứa tuổi này. Nhờ cuốn sách mà em hiểu về bản thân mình hơn, em biết phải làm thế nào để chăm sóc tốt cho cơ thể mình. Và hơn thế nữa, em được định hướng để trở thành một mẫu người con gái trong thời hiện đại, đúng như em mong muốn. Em muốn sau này mình sẽ trở thành một cô con gái tự lập, có bản lĩnh, quyết định tương lai của mình và biết quan tâm, yêu thương người khác. Qua đây, em muốn gửi lời cảm ơn đến mẹ. Ngoài ơn nghĩa sinh thành, dưỡng dục thì mẹ còn giống như một người bạn. Nhờ mẹ, em biết đến cuốn sách này. Em cảm ơn tác giả và nhà xuất bản đã cho ra đời cuốn sách rất hay. Em mong sẽ có thêm những cuốn sách hay hơn nữa dành cho lứa tuổi. Nếu em được chọn là đại sứ văn hóa đọc, em có kế hoạch và biện pháp để khuyến khích các bạn và mọi người cùng đọc sách nhiều hơn. Đó là sách giúp ích rất nhiều trong việc học hàng ngày trên lớp của em. Sách giúp em mở ra rất nhiều tri thức mới. Nhờ sách, em đã biết cách viết những bài văn hay, những hình ảnh, câu từ mà em đọc được trong sách trở thành nguyên liệu để em viết tốt các bài văn ở trên lớp. Nhờ sách, em tự rèn cho mình những thói quen như tự suy nghĩ để giải quyết một vấn đề nào đó. Ngoài những quyển sách giúp ích trực tiếp cho việc học, em rất thích đọc báo Hoa Học Trò, truyện tranh. Chúng giúp em thư giãn, giải trí sau những tiết học căng thẳng và có thêm nhiều ý tưởng sáng tạo. Đọc sách có nhiều lợi ích như thế, nên em mong các bạn học sinh như em hãy dành thời gian đọc sách mỗi ngày. Em muốn nhắn nhủ với các bạn đó là mỗi ngày các bạn chỉ cần dành ra 30 phút để đọc sách, hoặc đặt ra mục tiêu cho mỗi buổi tối hãy đọc 5 trang sách trước khi đi ngủ. Bí quyết để đọc được nhiều sách của em đó là tranh thủ mọi lúc mọi nơi, bất cứ khi nào em cũng đem theo sách bên mình. Giờ ra chơi em lấy ra đọc một chút, tranh thủ lúc đợi mẹ đón sau giờ tan trường. Các bạn có thể tìm những cuốn sách hay tại thư viện nhà trường, đọc xong sẽ giới thiệu cho mọi người cùng đọc. Ngoài ra, để tăng thêm tình yêu đối với sách, các bạn hãy chăm chú lắng nghe những buổi giới thiệu sách của cán bộ thư viện, tham gia ngày hội đọc sách hay là kể chuyện theo sách. Để khuyến khích các bạn trong lớp thích đọc sách hơn, em còn thông qua hội phụ huynh của lớp để xin thêm quỹ xây dựng tủ sách dùng chung. Tủ sách này sẽ được sử dụng miễn phí để bạn nào cũng có thể đọc được những quyển sách hay. Em còn cùng với người thân và bạn bè quyên góp sách cho tủ sách dùm chung. Chúng em tranh thủ giờ giải lao, giờ ra chơi để cùng nhau đọc sách, báo, cùng nhau bàn luận về nội dung trong đó. Để kiểm tra quá trình đọc của các bạn thì chúng em quy ước thi đua trong lớp. Một tuần, một tháng, ai đọc được nhiều sách hơn, chúng em xin cô 10 phút trong tiết học thư viện để tuyên dương và khen thưởng những bạn có thành tích đọc tốt. Và em đề nghị cô giáo chủ nhiệm đưa thêm tiêu chí đọc sách vào nội dung thi đua của lớp. Với những biện pháp trên, em mong đóng góp một phần ý tưởng nhỏ bé của mình vào việc vận động mọi người tham gia đọc sách. Hãy coi sách là người bạn đồng hành của mình trong cuộc đời. Những điều hay trong sách mà ta đọc được sẽ là hành trang cho em bước những bước vào đời và chắp cánh cho những ước mơ bay cao bay xa.